Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án rất là mới. 3 căn nhà chỉ cách với bến xe Yên Nghĩa Hà Đông, nó chỉ khoảng tầm đúng 500m thôi mọi người ạ. Đường ngõ, 2 xe máy tránh, cách với lại trục đường ô tô đi lại 50m. Mời quý vị theo em vào cụ thể vị trí căn nhà này. Với 3 căn nhà này thì cái thông số nhà như sau: hướng nhà là hướng đông bắc, ngõ trước nhà 1m6. Cụ thể ngõ của 3 cái căn nhà này là 1m6 nha quý vị. Cách với đường ô tô 50m, cách bến xe Yên Nghĩa 500m. Ngoài anh sẽ quay căn trong cùng để gửi cho quý vị, bởi vì 3 căn nhà này thiết kế như nhau, sẽ quay căn trong cùng gửi cho quý vị cái thông số 30m. Và cái căn nhà này ấy thì vừa mới hoàn thiện xong hết 3 cuốn sổ đỏ, có thể trao tay bàn giao nhà ngay cho quý vị về ở, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Và với cái căn nhà này, quý vị có thể vay tối đa 70% giá trị sau khi ngân hàng định giá mọi người nhá. Với cái phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế 2 lớp, bên ngoài là lớp cửa sắt sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Mời mọi người theo em vào khám phá căn nhà này. Thực ra ấy, cái thông số nhà Ngọc Ánh báo chuẩn chỉnh, cũng như cái vị trí đường hướng là chuẩn chỉnh, và giá chào bán hiện tại của căn nhà này là 2.500.000.000 bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng nha mọi người. Đây là phần tầng 1 của ngôi nhà, phần phòng khách. Cơ bản thì cái nhà này chỉ việc xách vali về và ở ngay, hoàn thiện gần như là xong hết rồi. Chân thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện. Phần sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Với diện tích 30m2, thiết kế 4 tầng thì chủ đầu tư cố gắng thiết kế tối ưu cái công năng sử dụng cho quý vị nhất có thể. Với tầng 1 phòng khách, đây là phần phòng bếp. Với cái phần phòng bếp này hoàn thiện ở đây, toàn bộ là tủ gỗ ăn cường, chống cong vênh mối mọt. Cái tông màu thì cũng rất là tươi sáng và trẻ mọi người ạ. Cái màu trắng và màu nâu, hai tông màu cũng rất là sạch sẽ. Và cái mặt bếp thì ốp đá granite và xung quanh bếp thì ốp gạch 30-60 nha mọi người. Nó phụ kiện bếp đi kèm chất liệu inox 304, chậu rửa, vòi rửa, hồ sơ điện, hồ sơ nước được lắp đặt xong xuôi hết. Quý vị chỉ việc dọn đồ về ở thôi. Ngoài cái phần phòng khách, ngoài cái phần phòng bếp ở phần tầng 1 thì ở đây còn một phòng vệ sinh đáp ứng cho quý vị công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1 này. Đó là bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Tầng 1 có thiết kế hệ thống trần thạch cao, có để dây chờ quạt mọi người nha. Tóm lại là với một căn nhà 4 tầng, cả nhà và đất, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng mà gần bến xe 500m thì hiện tại căn nhà này giá đang là thấp nhất thị trường rồi mọi người ạ. Mời người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Với tầng 2 của ngôi nhà thì cái căn nhà này thiết kế một phòng ngủ rộng, một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài, ở hành lang đi vào phía cầu thang. Ở đây có một cái cửa sổ nho nhỏ để lấy thoáng cũng như không khí vào trong không gian phòng. Đây là không gian phòng ngủ, cửa sổ rất là rộng mọi người ạ. Hệ thống ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Căn nhà này vuông vắn, không lỗi phong thủy. Ở đây thì ở trên phía tầng 2 cũng được thiết kế trần thạch cao nha mọi người. Cửa thông phòng thiết kế toàn bộ là cửa gỗ. Với cái diện tích của cái căn phòng này nó khoảng tầm 15-17m2, rất là dễ dàng kê đồ ở phía bên trong mọi người nhé. Ngoài cái phần phòng ngủ thì đây là phần phòng vệ sinh sử dụng cho tầng 2, khá là rộng. Phòng vệ sinh cũng được thiết kế cửa đó, và ở đây thì hệ thống sen cây tắm nóng lạnh, bồn cầu liền khối, lavabo đó. Cửa thông phòng thì cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp, còn cửa thông phòng thì thiết kế là cửa gỗ. Nói chung với căn nhà này phù hợp cho quý vị đi làm ở đâu ạ? Phù hợp cho quý vị tính từ vị trí bến xe Yên Nghĩa thì đi lên tới cầu Trắng Hà Đông, nó chỉ khoảng tầm 5 km. Văn Phú phù hợp cho quý vị đi làm ở khu vực Hà Đông, Trương Mỹ, Quốc Oai, Thanh Oai. Nói chung lấy cái điểm mà bến xe Nghĩa làm gốc thì quý vị đi làm 4 ngả đều rất là ok. Và mời người theo em lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Đây là phần tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế cũng tương tự như tầng 2. Hiện tại tầng 3 đang không bật điện nhưng quý vị có thể nhìn thấy không ạ? Ánh sáng ngập tràn vào trong không gian phòng cho nên cái ngôi nhà này nó rất là thoáng, không bị bí mọi người nha. Rất là thoáng, ánh sáng, không khí khi mà mở cửa ra đấy, bước vào trong căn phòng nó không bị ngột ngạt. Và cửa phòng vệ sinh, cửa phòng thông phòng đây mọi người ạ. Đấy, toàn bộ thiết kế là cửa gỗ. Quan trọng nhất là vị trí đi lại thuận tiện với quý vị nào mà tính từ cái điểm bến xe Nghĩa làm gốc thì cắt với cái căn nhà này 500m nha. Đó, hệ thống sen cây,
bồn cầu, lavabo và phòng vệ sinh này rất là rộng, đầy đủ cái dây chờ bình nóng lạnh để cho mình. Như vậy bước lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà có hai phòng riêng biệt rồi. Mời người theo em lên phần tầng cuối cùng, tầng 4. Và đây là phần tầng 4 của ngôi nhà. Ở đây có một cái ô dính trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Mặt bậc của bậc cầu thang thì lát từ phía dưới tầng 1 lên tới tầng 4 là toàn bộ là đá đen cổ trắng. Tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 lên trên phía tầng 4 toàn bộ thiết kế là gỗ tự nhiên. Và trên tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế ra sao? Gồm hai phòng, một phòng ngủ và một phòng thờ. Với cái hai phòng này thì quý vị, cái này thì tùy công năng mục đích sử dụng, tuy nhiên phòng nào cũng rất là thông thoáng nha mọi người. Mọi người sẽ hỏi là ở quanh đây dân cư đông đúc không, thì đây, quý vị có thể nhìn thực tế luôn. Hàng xóm láng giềng ngay bên cạnh rất là đông, thân thiện, vị trí đi lại thuận tiện. Đây là cái khu vực để máy giặt. Đây mọi người nha, đầu chờ vào này, ổ điện, sàn thoát nước. Và phần còn lại, đây chính là phần sân phơi. Từ vị trí căn nhà này cách với lại đường ô tô cũng chỉ 50m thôi. Nói chung với một căn nhà 2 tỷ 500 triệu đồng, một ngôi nhà 30m xây 4 tầng, cả nhà và đất, giấy phép xây dựng đầy đủ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng, thì cái căn nhà này Ngọc Ánh, theo nhận định của Ngọc Ánh, nó rất là rẻ rồi. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin cụ thể chi tiết hơn nữa về cái ngôi nhà này thì vui lòng liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444 nhé. Mọi người xem video thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho Nhà Tốt và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video sau.